Vâng, chào mọi người. Thấy mọi người hoang mang quá nên là thôi Cú Ca lại làm tiếp cái video vậy. Hôm qua thì mình có làm cái video vào lúc lúc mấy giờ quên rồi, chắc cũng buổi chiều chiều cỡ này nè. Thì mình hỏi là có ai lên thuyền chưa ngày 19 tháng 2. Và trong video đó mình có nói là thằng H1 nó xuống rất là mạnh nên khả năng nó xuống một nhịp nữa. Và mình có vẽ một cái trendline chéo chéo như thế này nè. Nó là một cái vùng kênh giá đó các bạn. Và bây giờ thì giá nó đã tiếp cận cái vùng đó rồi. Thì ai chưa lên thuyền thì cứ lên, không có gì phải sợ các bạn à. Các bạn có thể mường tượng nó đi trong kênh giá như thế này nè. Và vì sao mình lại nói anh em buy trong khi mà cái thị trường nó đang sập như thế này mà lại hú anh em buy, có vẻ điên rồ không nào? Không điên rồ các bạn à. Đây, mở cho các bạn xem nè. Video này thì các bạn đừng có xem nó lời động viên tinh thần mà nó là trader thực chiến nha các bạn. Đây, chúng ta cùng xem. Rồi, mình nói lại về cái con sóng sập trên thị trường từ vùng 68.000 nó đập thẳng về vùng 33.000 mà chúng ta không thấy hồi bao nhiêu cả. Thì bây giờ mình phân tích thị trường thì mình thấy là đây là một đợt hồi phục tốt nên đã giá nó từ vùng 32.000 nó lên được tới vùng 45.000 46.000 các bạn ạ. Và đây là cái đợt điều chỉnh của đợt hồi đó. Đây, mình có thể tưởng tượng nó là như thế này. Đây là sóng 1, đây là sóng 2 và đây là sóng 3. Đây là mình tưởng tượng như vậy thôi nha các bạn. Hiện tại thì nó mới đi tới sóng 2 à. Rồi, vì sao mình là hú anh em bắt ở vùng này? Có liều mạng không? Đây, dưới góc độ Fibonacci nha các bạn và Elliott á, chúng ta kết hợp lại thì chúng ta thấy thế nào? Cái đợt sập vừa rồi á, chả qua nó cũng vừa vượt qua cái Fibo 0.5 thôi mà nó cũng chưa đóng nến nha mọi người. Mình nhắc lại là thị trường chưa đóng nến. Đó, khi thị trường chưa đóng nến thì cái vùng xem như thế này không có gì. Có thể lát nữa, đây mình có thể mở khung 1D đi. Có thể lát nữa nó rút cái râu lên là chuyện bình thường, chưa có gì phải lo ngại cả. Và trong cái khung thời gian lớn khi nó sọt xuống như thế này ạ, thì chúng ta cảm giác những khung nhỏ nó đi rất là mạnh mẽ và hổ báo, nhưng khung lớn nó chỉ là đợt hồi của con sóng tăng thôi, không có gì phải ghê gớm. Và đương nhiên nếu chúng ta sai, các bạn còn nhớ những cái kịch bản mình đã nói ở những cái cuộc vui sắp tàn hay là những cái video này nè, thì mình có nhắc là gì, nếu nó phá vùng nào thì chúng ta chốt, chúng ta thoát khỏi thị trường, các bạn còn nhớ không? Mình có nhắc các bạn một cái vùng, đó là vùng cái cây H12 nó dài như thế này nè. Nếu mà giá nó phá cái vùng đó thì chúng ta buộc phải SL. Và nó cũng là dưới cái Fibo 0.618. Nếu điều đó xảy ra có nghĩa là con sóng hồi của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và chúng ta sẽ đón nhận tiếp cơn thịnh nộ của thị trường nó đặt về vùng đây. Tuy nhiên thì chưa chưa có gì đảm bảo cho điều đó cả. Và hiện tại việc giá nó đi xuống cái vùng 38K8 như thế này vẫn là nằm trong vùng an toàn của con sóng tăng của thị trường. Đó, chúng ta thấy nè, nó vẫn là vùng an toàn. Hôm qua thì mình nhắc anh em rồi, ai chưa lên thuyền thì cứ bình tĩnh mà lên. Cứ bình tĩnh mà lên. Nó sẽ có một nhịp điều chỉnh về cái vùng đâu đó 44 mà 39K đó thì bây giờ là 38K8. Nói chung khung lớn thì chúng ta không thể nào mà chính xác từng trăm giá được, có thể nó trên lệch 200-300 giá đó về khung 3D mà các bạn, 3 ngày nó mới đóng một cái nến, các bạn không thể nào bắt Cú Ca nói cho bạn chính xác là 38.500 được, cái chuyện đó rất khó đối với mình không làm được. Nhưng vì sao chúng ta long dần, vì sao chúng ta long dần, vì chúng ta còn muốn ăn tiếp một con sóng, dù nó là sóng hồi thì nó sẽ là một con sóng ba, gồm ba sóng nha các bạn, 1 2 3. Đó, trừ khi là thị trường nó có những cái tin tức đột biến xấu quá, nó phá luôn con sóng tăng này và nó đập xuống, nó phá cái cây nến Mezubuzu của H12 thì chúng ta buộc phải thoát khỏi thị trường thôi, cái thị trường mà chúng ta không thể tham lam kiểu đó được. Đó, nên là mình giải thích cho bạn rất rõ vì sao mình bắt nó nằm ở tư duy của con sóng lớn, con sóng lớn đi lên nó chỉ hồi về thôi, không có gì phải lo lắng. Và giả sử nó có sập thật, mình nói thiệt, thị trường mà các bạn cứ muốn ăn không SL là làm gì các chuyện đó. SL là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì chưa phải là xấu, chưa phải là quá xấu. Và chúng ta thấy là hiện tại cái vùng mình nói các bạn á, đây này mình có vẽ trên khung H1 này các bạn. Đó, nó là cái vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ múc dần, đâu có gì đâu. Và nhớ là không all in nha các bạn. Tối đa 50% ở khu vực này chúng ta sẽ mua. Và khi giá nó lên, mình sẽ hướng dẫn các bạn những điểm bắt tiếp theo để nhồi lên ăn tiếp. Không có gì mà chúng ta vội vàng mà all in ngay khúc này thì đúng là thảm họa rồi. Rồi, như vậy thì mọi người cũng đừng có quá lo lắng về đợt sập này. Trên khung lớn thì nó chẳng là gì cả, nhưng khung nhỏ này, mình nói một chút về khung nhỏ. Các khung thời gian nhỏ
Thì tới khung H1 đó các bạn, H1 thì chúng ta thấy cái đợt sập vừa rồi á, nó cũng khá là khủng bố đó. Nó có một cái cây volume rất là lớn này, khoảng gấp 3 lần bình thường này, và đóng gần như là full thân. Tuy nhiên thì mình đánh giá từ khung H1 trở xuống chưa có gì lo sợ, chỉ có khung khoảng 30m này, 15m thì những cái đợt sập này thật sự mạnh. Và như vậy thì giá sẽ chưa lên liền được đối với cái đợt sập này, nó sẽ lằn quằn, có khi là tới tối, có khi tới tối, cũng có khi tới sáng mai thì nó sẽ bắt đầu, nó có thể nó phân kỳ, cũng có thể nó lên luôn nha các bạn. Thì việc bắt ở vùng này chúng ta cũng có thể cân nhắc bắt thêm, tối đa là chúng ta bắt 50% tài khoản đó, và nó đã về cái vùng mình nói là bắt bắt lên thuyền rồi nè. Thì các bạn có thể xem lại video để mà hiểu vì sao có những cái phải, các bạn có thể xem cái video về các cái khung thời gian của mình đó, mình có làm mấy buổi trước đó. Video về phân tích đa khung thời gian, chúng ta sẽ có đây chuyên sâu này, chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về những con sóng, và chúng ta sẽ hiểu là khi chúng ta bắt nghịch con sóng nhỏ nhưng mà thuận con sóng lớn thì chúng ta sẽ ăn dày, còn nếu mà chúng ta chờ cho thị trường nó phá lên cái vùng này á, chúng ta bắt á, thì cũng được thôi các bạn. Chúng ta bắt đây, chỗ đây sẽ an toàn hơn, chúng ta sẽ vừa thuận con sóng nhỏ mà chúng ta cũng thuận luôn con sóng lớn, thì nó rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà mình thích ăn dày các bạn, mình là dân trader, mình không thích chờ lâu đâu, nên mình sẽ bắt ở vùng này và mình sẽ nhồi tiếp lệnh khi nó phá lên chỗ này. Ok, như vậy thì plan vẫn như cũ nha các bạn, không có gì phải lo. Vùng mình hướng dẫn các bạn bắt là cái vùng rất là tốt rồi, các bạn không thể căng ke nữa. À, tôi muốn chờ thêm, tôi bắt vùng 38k3, 38k2, thực sự thì cũng có thể nó xuống đó, nhưng mà liệu các bạn lúc nó xuống bạn dám bắt hay không đó, là chúng ta cần cân nhắc lên thuyền bớt đó, rồi rồi lên chúng ta sẽ nhồi, không có cần vô nhiều quá đâu. Ở lên trên chúng ta nhồi thì cái vị thế của chúng ta sẽ rất tốt rồi. Thị trường thì đơn giản như vậy thôi các bạn, những cái khung nhỏ nhỏ như 15m, 30m thì nó hơi nguy hiểm. Ai mà dân trader future nha các bạn, mà long ngay khúc này thì khá là nhạt, nhưng mà dân spot đánh lụi vô các bạn không sợ. Spot chúng ta đánh những khung thời gian rất là lớn, 1D, 3D mà con sóng của H1 đi xuống cái đâu mà dọa nạt được chúng ta, đúng không nào? Còn mấy ông mà trader 15 phút, 20 phút, 30 phút mà gặp mấy con sóng sọt thì ráng chịu thôi, trader thì phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải có điểm stop loss, đúng không? Stop loss rõ ràng, và khi giá nó phá stop loss thì chúng ta phải dừng lỗ, chứ còn mà cứ gồng thì mình không không cứu được, nó nói rất nhiều lần rồi. Ok, như vậy thì cũng trong cái kênh giá này thì nó cứ đi vậy thôi, không có gì nguy hiểm. Thì bây giờ chúng ta xem nó có lên được và nó phá cái vùng này không nha, có thể nó lằn quằn thêm một chút rồi nó lên, không có gì ghê gớm. Dân support chúng ta thì không canh kê 100-200 giá nha, 100-200 giá chúng ta canh kê nhiều, chúng ta mít sống ráng chịu. Rồi on coin thì tùy nha mọi người, đó mình có nói rồi, on coin thì tùy, khi mà nó bay thì khi Bitcoin lần này sập 3% thì on coin mình thấy cái con nó sập tới 7% này các bạn. Nhưng mà ngược lại khi Bitcoin nó hồi 20% thì mấy này nó x2, biết đâu được các bạn, đó là cái giá phải trả khi chúng ta chơi altcoin rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi của các bạn. Một bạn hỏi rất là hay là gì, à, bạn hỏi mình là đây, em có thắc mắc cá mập cá voi trong thị trường thì chắc là nhiều con không phải một con, vậy bơm hay đâm thì giá thì các cá mập cá voi này dựa vào đâu để phối hợp cùng nhau? Ok, thì các bạn phải hình dung như thế này nè, một con cá mập đó, nó có thể là một cái tổ chức quỹ các bạn à, nó cũng có thể là sàn các bạn, như sàn Binance nó là một con cá mập rất là lớn, thậm chí là gọi là cá voi đó các bạn. Thì thế lực cá mập nó sẽ có cái gì các bạn? Đây mình sẽ nói đầu tiên á, thế lực cá mập nó có một thứ gọi là trader các bạn, nó thuê rất nhiều trader, đúng nào, rất nhiều trader. Mà trader này trader rất là giỏi nha các bạn, không phải trader bình thường mà vô được các cái dự báo quỹ đâu. Thì trader giỏi họ rất giỏi về hỗ trợ kháng cự và những indicator, đúng không nào? Đó thì họ ngoài là một thế lực có nhiều tiền mà họ còn rất giỏi về kỹ thuật, nên họ biết đâu là những hỗ trợ cứng, đâu là những vùng nhạy cảm. Rồi tiếp theo họ có bot nha các bạn, bot là những con máy tính đó, có thể nó trader với tần suất cao và nó sẵn sàng trader ở mọi mức giá, các bạn nhớ mọi mức giá. Bot thì bot nó vô lệnh thì theo cái thuật toán riêng của nó,
và thường là giao dịch cao tầng nha các bạn, tức là liên tục ra vào lệnh và độ chính xác nó rất cao. Tiếp theo á, mà mình muốn nói là cá mập là tổ chức vừa cá tiền mà vừa cá bít, nó không bao giờ on in bít, cũng có nghĩa là không bao giờ on in tiền dù mùa down hay mùa up, nó chỉ thoát bớt hàng, không bao giờ nó chốt hết Bitcoin nha các bạn. Nên nhớ một điều, cá voi cá mập không bao giờ chốt hết bít, dù cá đao cỡ nào nó cũng không chốt hết, vì nó là nhà cái, nó làm chủ cuộc chơi nên bao giờ nó cũng phải có bít và có tiền. Rồi ok, như vậy thì đương nhiên nó còn nhiều tính chất khác nữa mà mình sẽ nói sau. Nhưng mình nói như thế này, cá thì nó sẽ ăn theo đàn các bạn, và nếu nó ăn theo đàn thì nó tín hiệu nó gửi nhau như thế nào các bạn tưởng tượng này, chúng ta là loài người đi, chúng ta đi săn thì chúng ta có ngôn ngữ của chúng ta, ngôn ngữ loài người, chúng ta liên lạc với nhau làm sao loài cá biết được các bạn, đúng không nào? Chúng ta có thể đi đánh cá ở ngoài biển, chúng ta dùng rất nhiều con tàu, tàu chiếu đèn, tàu thả lưới kết hợp lại với nhau để chúng ta bắt cá. Chúng ta hò reo ở trên làm sao bọn cá nó biết ở dưới là chúng ta đang làm gì ở trên, đúng không nào? Ok, như vậy cá mập có ngôn ngữ của nó, có ngôn ngữ của nó. Khi nào bạn đủ pro thì bạn sẽ hiểu ngôn ngữ đó. Nói vậy có vẻ nghe có vẻ cú ca chém gió quá, đúng không nào? Ok, thì mình nói một chút về ngôn ngữ cá mập. Rồi, video này có vẻ dài dòng quá ha. Ok, ngôn ngữ cá mập, ví dụ nha, mình nói lại cái vùng mà ngày xưa mình hay gọi là cái vùng Tết Covid đó các bạn. Cái vùng Tết Covid ngày xưa đâu? Đây, đó là cái vùng này. Cái vùng này. Các bạn có nhớ cái vùng này là vùng 45K6 không nào? Hồi đó, rất nhiều người ngồi kia hú mọi người là mua lệnh đi, uptrend đó, mua đi. Nhưng mà riêng Cú Ca, các bạn có thể xem lại video của mình nha, riêng Cú Ca chưa bao giờ nói anh em mua cái vùng mà 45K, 46K cả. Tại vì mình biết là mình thấy dấu hiệu cá mập khi mà nó retest những cái vùng này liên tục nè các bạn. Thì đây là bọn cá mập đó, cái nào nó phát tín hiệu cho nhau. Bây giờ mình thử, mình ép xuống xem thử bọn cá con nó mua không, nó mua không, hay là bọn nó hết hàng rồi. Bọn cá con, bọn cá cơm nó hết tiền rồi các bạn. Nên là khi cá mập nó tra xuống test những cái đấy này thì nó xem thử lực mua có mạnh không, lực mua có mạnh không. Rồi cuối cùng nó thấy là gì? Ồ, hồi tụi bay hết tiền rồi, tụi bay đu ở trên, tụi bay đu nhiều rồi, tụi bay hết tiền rồi, tụi bay không mua nổi nữa, đúng không? Và khi đây là những thế lực bắt đầu bot nó đánh giá là gì? Vùng này á là không thằng nào mua nữa, không thằng nào mua nữa. Không mua thì nó làm sao các bạn? Bắt đầu nó xả. Khi có một cái lực xả mạnh trên thị trường nha các bạn, một lực xả mạnh như thế này thì bot nó sẽ bắt nhau, tức là các con bot trên thị trường á, có con bot của cá mập á, nó sẽ bắt nhau. Và đương nhiên thì vừa là bot nó bắt mà vừa là gì, sàn nó hiểu được, sàn nó tính được là voi giao dịch của các bạn này, rồi số lệnh đặt này đó, nên là nó nắm được là cơ bản là mọi người hết tiền rồi, không có mua lên được nữa, nên nó bắt đầu nó xả xuống nha các bạn. Nó xả để nó phá. Thì khi các con cá mập nó bắt đầu nó xả với một cái voi lớn này, tại vì sao? Những tổ chức, những cá nhân nhỏ nhỏ không phải cá mập á, thì nó không thể tạo được những cái cây volume lớn như thế này. Thì khi các tổ chức nó bắt đầu nó xả mạnh á, thì nó sẽ ra cây như thế này, thì bắt đầu những cái con bot nó đọc được tín hiệu của nhau, bắt đầu nó xả xuống, đó, nó xả xuống. Thì điều gì xảy ra các bạn? Nhiều con cá mập nó cùng đi sang, nó xả xuống. Mình nói lại là cá mập là loại có rất nhiều tiền và rất nhiều bit, nó xả vài ngàn bit, vài chục ngàn bit chẳng là gì cả các bạn ạ. Nó đã từng gom từ thời rẻ mạt rồi, bây giờ nó xả thì nó cũng không có gì ghê gớm. Và khi nó cùng nhau nó xả thì nó kích hoạt một cái hiệu ứng lo sợ của các nhà đầu tư, thì bắt đầu nhà đầu tư bắt đầu xả theo đó. Thì mấy ông nội ôm hàng ở trên này bị dọa vài lần, bắt đầu xả mà dễ gì nó tha các bạn. Tiếp tục các bạn phải xả xuống. Thì khi cá mập nó đi sang các bạn, nó chỉ xả một phát thôi là mấy ông y như nó cho một cái đà thôi, mấy ông tự nguyện dâng hàng cho nó hết thì nó ăn vậy thôi, đơn giản thôi. Nó có bot và có trader, thì khi trader đã đánh giá cái vùng này là vùng hỗ trợ tốt, kết hợp với những dữ liệu trên sàn và số người đặt lời, nó phát hiện ra là anh em hết tiền rồi, anh em không có tiền để múc lên nữa đâu, test vài lần là biết anh em hết tiền rồi, hết tiền nó xả một phát. Thì khi nó xả xuống thì mấy ông run yếu yếu tay thì nhả liền. Còn mấy ông mà mạnh 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 mồm mạnh tay á, tách áp đồ nó xả xuống đây là cũng buông tay hết. Đó. Như vậy thì mình vừa nói cho mọi người biết là gì, cá mập nó ăn theo đàn và còn rất nhiều tín hiệu nữa nó phát cho nhau.
mà hiện tại thì mình có quá nhiều thứ mình không thể nào mà nói hết được, nhưng mà mình biết được cái gì thì mình tránh cái đó thôi các bạn. Ok, như vậy thì đó, câu hỏi của bạn là cá mập ăn theo đàn như thế nào, nó luôn có tín hiệu của nó và chúng ta sẽ dần làm quen. Sau này kinh nghiệm lên rồi các bạn sẽ biết những cái vùng nào là vùng nguy hiểm, những vùng nào kháng cự sẽ vỡ, những vùng nào kháng cự sẽ đảm bảo, nó luôn đánh tín hiệu với nhau và nó ăn theo đàn. Tuy nhiên mình nhắc lại này, cá mập ăn theo đàn nhưng vẫn có những cái đội nhóm riêng của nó, cá nhóm bơm, cá nhóm đẩy, cá nhóm đao, nhưng thường bọn nó sẽ không cạnh tranh với nhau nhiều. Thỉnh thoảng nó vẫn đánh nhau, vẫn đánh nhau, thỉnh thoảng cá mập vẫn bị thiệt hại đó, nhưng nhìn chung thì bọn chúng khá là đồng điệu các bạn ạ. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Ca, nhớ comment nha các bạn, có ý tưởng gì comment nha, mình rất chờ những câu hỏi hay để mình có thể mình có chủ đề để mình làm video cho kênh và mình phát triển kênh tốt hơn. Cảm ơn các bạn.